When I'm broken down and lying in bed, you lie beside me through it all. If I shut you out when you let me in, you wouldn't tell me I was wrong. I wanna be the one to say I love you more. Chào mừng các bạn đến một vlog khác ha. Và lần này là đến một video mà mình đã nói về những sai lầm mà các bạn mới thường hay mắc phải. Và tất nhiên là không phải tại vì con máy này liên quan gì đâu nha, nhưng mà có chụp khung hình cho nó dễ nói chuyện. Một trong những cái lỗi mà phổ biến nhất á là tự tin rằng mình có thể hậu kỳ, kiểu như là tự tin rằng hậu kỳ có thể gánh hết toàn bộ những cái gì tiền kỳ không làm được. Đừng có nghĩ là cứ chụp xong không sao, về hậu kỳ chỉnh được. Đừng có nghĩ tư duy như vậy các bạn. Bạn muốn chụp hình, muốn chất lượng cao, bạn phải tập dần với việc gọi là chỉnh chu từ mức tiền kỳ. Từ lúc bạn chụp hình từ ban đầu á, nó phải đẹp, nó phải chuẩn, bố cục nó phải thẳng thắn trước đã. Hoặc là nó phải đẹp, nhớ sáng tạo nó phải đẹp ha. Cho dù góc méo lệch kiểu như nó phải đẹp, nó phải không được dìm người ta, thì hậu kỳ bạn mới dễ dàng được. Và đừng nghĩ rằng, tự tin rằng hậu kỳ cân được mọi thứ nha. Thứ nhất là nhiều cây đã làm được thì cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Và cái thứ hai, đúng là có những thứ hậu kỳ không thể cân được đâu. Và kể cả có cân được thì đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm và trình độ ở hậu kỳ. Cho nên tiền kỳ thì cứ chụp tốt trước đã. Nếu tập đó bạn nghe thấy chụp không ok, có vấn đề gì đó, ao né, nhắm mắt, góc xấu, chụp lại, khi người ta dừng lại chụp lại. Họ có thể khó chịu, nhưng mà bạn sẽ được gọi là đảm bảo chắc chắn hậu kỳ bạn không phải khóc lóc gì hết, đúng không? Cho nên tiền kỳ cứ chỉnh chu cho đi đã, nhớ nha. Đừng có đẩy hết cho hậu kỳ. Cái đó thứ hai á, các bạn là người mới á, các bạn còn thấy là cái thế giới quay phim chụp hình và cái thiết bị nó quá nhiều, phụ kiện nó quá rộng lớn đi. Và đừng có bị ám ảnh quá nhiều trong cái việc mà phải mua liên tục nhiều thiết bị khác nhau. Bị ám ảnh với nâng cấp những con máy này và liên tục nâng cấp vào những con máy mới xịn hơn. Nó sẽ khiến bạn đi vào hai tư duy. Thứ nhất á, bạn sẽ luôn đổ lỗi rằng á, là mình chụp chưa tốt là tại vì thiết bị chưa tốt, trong khi thực ra là những thiết bị đó thực sự quá sức của các bạn luôn. Các bạn nghĩ như là bạn thừa sức có thể chụp được ảnh ngon, quay ngon với cái thiết bị mình đang sử dụng, đúng không? Khi mà bạn kiểu như bạn cứ nghĩ là do thiết bị mình chưa tốt á, thì bạn sẽ không có thời gian để đầu tư vào trình độ kinh nghiệm cũng như là cải thiện khả năng chụp hình của bản thân mình. Cái thứ hai nữa, bạn sẽ đi vào cái lối mòn là bạn sẽ tốn rất là nhiều tiền để nâng cấp thiết bị. Tại vì thật sự nha, những con này thiết bị này không có rẻ tí nào hết. Mỗi lần mình nâng cấp á, bạn sẽ bỏ ra từ vài triệu đến vài chục triệu để nâng cấp lên thiết bị, rồi cứ chạy theo thiết bị, chạy theo những con len mới như thế, chạy theo những con len cao cấp hơn á, thì bạn sớm muộn gì cũng sẽ quay lại là mình thấy mình nợ nần cả đống luôn. Cho nên đừng chạy theo thiết bị, nhất là khi bạn là những người mới. Và những người mới á, các bạn đừng có xem những cái lời phán xét hình ảnh của mình như một lời công kích cá nhân hay là những lời công kích trực tiếp vào tâm hồn của bạn. Những cái lời so sánh, lời góp ý như vậy á, hoàn toàn có thể kiểu như là nếu nó hợp lý á, các bạn có thể khắc phục được trong tương lai. Và mình nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi. Nếu mà bạn đăng lên những hội nhóm thì chắc chắn sẽ khó tránh khỏi những cái lời chê bai rồi những lời nhận xét. Nếu mà họ có những comment kêu bạn cải thiện cái gì thì tốt ha. Nhưng mà phần lớn chắc sẽ thấy chê nhiều hơn, chứ ít ai rảnh xin ra chỉ ra ảnh đây cần cải thiện cái gì hay là sửa cái gì đâu. Nhưng mà đừng có đặt nặng những cái lời đó. Tại vì những cái lời đó đôi khi á, có những người ngoài kia chuyên môn đi công kích cho dù ảnh có đẹp đi chăng nữa ha. Họ chỉ quan tâm là thiết bị với lại là ảnh ra có đẹp, có xấu hay gì trong mắt của họ thôi, chứ họ quan tâm cái nghĩa gì đâu. Cho nên đừng coi những lời công kích đó là những lời công kích trực tiếp vào tâm hồn của bạn, mà thay vào đó hãy xem những lời như là góp ý, nhận xét phù vờ. Nếu như mà mình cảm thấy hay, hợp lý, có thể cải thiện được thì lắng nghe, còn không thì cứ bỏ ngoài tai, đừng có đặt nặng tiêu cực quá rồi cảm thấy nản với bộ môn chụp hình này. Thật sự là hồi thời gian ban đầu á, mà mình chụp hình cho người khác á, tiêu chuẩn của mình thấp lắm bạn. Mình nghĩ là hình đẹp này nè, mình khoe cho người ta, nhưng mà người ta nhăn mặt lại, người ta xấu liền. Trời ơi, sao anh có thể chụp xấu như vậy được, tại sao lấy góc xấu quá vậy. Nhưng mà nếu mà mình kiểu để cái những lời đó mà nó ảnh hưởng với mình quá nhiều, cái mình phải tốn thời gian suy nghĩ, tốn thời gian nó bị trùng bước lại á, cảm thấy nản nản á, đúng không? Thì đừng có để như vậy, mình phải cố gắng cải thiện. Cảm thấy hỏi người ta xem cái gì chưa ổn á, thì mình cứ lắng nghe. Góc mặt này chưa ổn không, đổi sang góc mặt khác, hay là chỗ này ánh sáng chưa ổn thì chỗ khác, hay là tạo dáng làm sao, hay là cái góc nào là góc không được thì mình né những góc đó ra để chụp những cái góc mới. Tại vì tiêu chuẩn đẹp xấu mọi người nó không có một cái tiêu chuẩn giống nhau hết ha. Chỉ khi nào bạn chụp nhiều á, chụp nhiều mẫu khác nhau á, bạn mới kinh nghiệm biết nào là đẹp, nào xấu, cái nào nên né, cái nào nên tránh ha. Và một điều này có vẻ hơi lạ với những các bạn mới ha, nhưng mà nếu được có cơ hội thì nên chụp raw nhiều hơn. Chụp raw xong về hậu kỳ rồi bạn sẽ biết được là
mình cần chỉnh cái gì, chỉnh gu như thế nào, và mình sẽ được gọi là thao túng nhiều hơn về màu sắc ánh sáng. Rồi bạn cũng biết được trong quá trình bạn ok như vậy, bạn biết là mình cần để ý cái gì, thông số nè, tóc nè, tóc quá thấp nó bị nhòe như vậy là không ổn nè, mình phải tăng tóc lên nè, hoặc là ISO bạn đang để có quá cao không, quá cao thì nó bị noise nè, đó rất là nhiều thứ. Rồi khẩu không phải lúc nào cũng mở mắt khẩu để cho nó soft phong nha. Ngoài trời mà mắt khẩu nhiều quá mà không tăng tốc độ đi, nhiều khi nó lại xóa bét nhẹ, nó lại bị cháy nhiều quá, hoặc là nó soft phong bét nhẹ hết lại không thấy được cái cảnh quan phía sau, thì nó lại không có đạt được mục đích của tấm hình đó. Và cuối cùng không cần phải nói nhiều nữa, đó là ban đầu các bạn thường hay chụp những chế độ auto đúng không, có chữ auto ở đây nè, chế độ auto ha, thì bạn dần dần á bạn sẽ chuyển sang những chế độ gọi là bán tự động, và dần dần tiến về phía manual, tức bạn mở, có nghĩa là đang auto ha, xong bạn học dần với những chế độ bán tự động nè, S, và dần dần tiến tới manual để hoàn toàn chỉnh tay tất cả các thông số tốc khẩu ISO. Bạn không cần phải nhảy vô tốc chế độ manual liền ngay lập tức hay là từ lúc ban đầu, cứ bắt đầu với chế độ auto cũng được. Khi bạn làm chủ con máy rồi, quen con máy rồi, bạn biết bạn cần gì thiếu gì á thì chuyển sang chế độ manual cũng được. Nhưng mà đừng có bị kẹt mãi chế độ auto. Cái chơi thú vui của nhiếp ảnh á là bạn phải chỉnh tay tất cả thông số này để thao túng ánh sáng theo ý bạn muốn, đúng không? Không phải lúc nào cũng đủ sáng là đẹp, không phải lúc nào cũng kiểu như là mọi thứ hoàn hảo quá thì cũng bình thường lắm. Nó phải có sự tương phản, phải có điểm nhấn. Thì những lúc như vậy phải chỉnh tay thông số theo ý mình để dìm hết background tối đi, để push những cái nội dung cần thiết ha. Hoặc là chấp nhận cháy sáng background một tí để lấy mẫu mặt sáng lên, để lấy mặt mẫu sáng hơn. Đúng rồi đó. Ok, đó là những cái mà người mới nên biết và có thể rút kinh nghiệm được. Cảm ơn bạn đã xem clip này nha. Ngắn gọn vậy thôi.